365 ngày khắc kỷ, ngày 18 tháng 3. Không gì khả thi nếu không được ta đồng ý. Hôm nay, ta đã không còn bị hoàn cảnh vùi lấp. Hay nói cách khác, ta đã ném thứ ấy ra ngoài. Vì sự sụp đổ không đến từ bên ngoài, mà sinh ra từ những giả định của chính ta. Trích suy tưởng của Marcus Aurelius. Trong những khoảng thời gian khó khăn, chúng ta có lẽ sẽ thốt lên: tôi bị quá tải công việc, hoặc sếp của tôi thực sự rất khó chiều. Giá như chúng ta có thể hiểu được những điều đó là bất khả thi, một ai đó không thể làm bạn mệt mỏi, công việc cũng không thể khiến bạn quá tải. Đây đều là những tác nhân bên ngoài, và chúng không thể tiếp cận được tâm trí của bạn. Những cảm xúc của bạn, chân thật như nó vốn có, đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Các nhà khắc kỷ sử dụng từ hypolepsis, có nghĩa là tiếp thu. Tâm trí ta tiếp thu những nhận thức, suy nghĩ và đánh giá. Những gì chúng ta giả định, những gì chúng ta tự ý tạo ra trong tâm trí của mình đều xuất phát từ chính chúng ta. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác vì đã khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng hay thất vọng. Và chúng ta cũng đâu có thể trách ai nếu như lòng đố kỵ nổi lên. Nguyên nhân nằm ở chúng ta. Những thứ bên ngoài chỉ là đối tượng mà ta nhắm đến.